Ok, hello, xin chào anh em, chào mấy anh em đã quay trở lại với song đấu One Piece cùng mình là Quân, như các bạn đã biết rồi. Và hôm nay mình sẽ đánh một cái kèo đó là cát và nước, đó chính là Crocodile, Sir Crocodile. À chết mẹ, bỏ tới cả Sir Crocodile, mẹ hôm nay anh em thấy mẹ Hà Nội rất là nóng đúng không? Nóng gọi là nóng vách cả cứt. Mẹ nóng phọt cả mẹ, hết cơ cơ quan cần cứng. Ok, nóng vách cả đái luôn, thề với anh em. Hà Nội 39-40 độ, ngoài đường có 52 độ. Nên tôi sẽ đánh một cái trận này cho nó mát mẻ một tí. Zimbe. Anh em này đéo có Haki rồi. Úi dồi ôi. Ok. Ok, let's go. Nóng vai đái. Tôi đang thu mà tôi cũng cảm thấy mẹ mày hừng ngực trong người thế này. Nóng quá. Nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Mẹ, thế mà còn đánh cát nữa. Thủ đô đang nóng quá, nóng quá, nóng quá đi. Nóng quá. Rồi. Đúng rồi. Ha. Holy shit. Vừa vào mắt hai được cây rồi. Mày, mày, gì bậy, gì bậy, gì bậy, gì bậy, gì bậy, Sabu. Mình không thích đánh Crocodile như lắm. Holy shit man. Man. Mày, mày, gì bậy, gì bậy, gì bậy, gì bậy. Chết à? Sabu. Chết rồi. Này thì Samehadashiki này. Rồi. Nóng quá đi. Người cũng nóng mà máy cũng nóng mà máy chảy hết nước. Máy chảy hết mồ hôi đít rồi. Chảy hết mồ hôi phao cầu thế này thì đánh gì. Rồi. Mày. Mày. Rồi. Khỏe vãi. Sabu. Yo. Gua. Ngon, phát nữa nào. Ok em, bây giờ mình sẽ cút con này nhanh thôi. Ôi dồi ôi. Holy shit, nó Samehadashiki kinh vãi. Sabu. This is Spada. Mày. Hehe. Con mẹ nó điêu nhỉ. Ôi. Holy shit. Ok, bây giờ mình sẽ đánh Zimbe. Kỹ sĩ của biển Zimbe. Phải cho ít nước đây, nóng quá. Zimbe. Samehadashiki. Má. Của biển Zimbe sẽ chọn bên Batman đây đây cho nên là Sir Crocodile. Rồi cho nó tất cả các ấy đi, Alabasta đây. Đây là Dad Bone, sau đó là Mr. Three, Miss Sunday nữa. Đâu ta? Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đều có à? Thế thôi random thôi. Ok. Chúng ta lên đường. Ôi, người kéo anh em ạ. Người kéo anh em ơi.
Ok, let's go. Mình cho nó ăn Samehada Shiki. 6 đam anh em ơi. Mày ăn nước nè. Mát chưa con? Mát chưa? Hà Nội đang nóng, bố mới cho ăn nước này. Ôi ôi, sao vô kinh vậy? Holy shit. Ui vai đái nó khỏe. Sao thế nhỉ mẹ? Mình cho nó tắm nước đi đã. Đái đi Haki. Dame Harasiki. Mày bị ngu à? Mày ngu người, bây giờ bố phải quất mày đây. Mày hello. Dame Hara Shiki. Dame Hara Shiki. Một trận nữa nào. Chảy cả mồ hôi đít thế này, mồ hôi bẹn nữa. Ok, let's go. Mình đùa thôi, phòng mình có điều hòa nhưng mà mình vẫn thấy không khí nó nóng bức. Nóng bức mà phải đánh cái thằng cát thế này thì thật là khó chịu. Mày về chầu ông bà mày ngay. Về chầu ông bà. Úi giời ơi. Về với Đặc Quyến anh ấy. Đặc Quyến chuẩn bị đĩa cào xôi. Lên bàn thờ nằm ngắm cao quả thân. Chuẩn bị đĩa cào xôi. Cho cháu cô lô lại toàn tụ ra đi. Úi giời ơi. Samehana TK. Ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp kênh kèo tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho Game Action lên 100.000 subscribe lấy nút bạc nhá. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Mày đâu? Mày. Lên nào. Tại vì tôi đẹp. Tao đẹp tao cũng quên. Chúng mày chuẩn bị hội đoàn tụ với ông bà và đoàn tụ với Giang Quyến của mình. Bye bye. Sôi đá. Pistol Kid à? Đây đi. Di chuyển Pistol Kid. Thế còn hiệu Hàn Quốc khỏe vãi đái. Rồi còn Doflamingo với cả Zoden. Mày mà không nên melo mà mình lại melo nhỉ. Khỏe quá à. Mày. Melo.